Lệch đường giữa mà nhiều bệnh nhân chỉnh nha hay gọi là lệch nhân trung, có tên thuật ngữ là midline discrepancy hay deviated midline, là tình trạng khá thường gặp ở người trưởng thành, đặc trưng bởi sự mất cân xứng điểm giữa ở một hoặc cả hai hàm trên và dưới. Đây cũng chính là tình trạng diễn viên Tom Cruise gặp phải và đã điều trị bằng niềng răng vào năm 2002. Một điều rất là may mắn, lệch đường giữa chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà ít ảnh hưởng đến chức năng hoặc sức khỏe toàn thân. Nó gần như không có biến chứng gì cả. Tuy nhiên, ở một số ca nặng kèm theo cắn chéo vùng răng hàm phía sau có thể gây khó khăn trong ăn nhai. Lý do chủ yếu các bạn tìm đến điều trị nha khoa là để cho nụ cười cân đối hơn, tỏa sáng hơn, giúp các bạn thêm phần tự tin. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Thùy Anh, trưởng khoa nắn chỉnh răng trực thuộc nha khoa Thùy Anh. Đây là chương trình nha khoa dành cho mọi người. Chủ đề hôm nay tôi muốn trò chuyện cùng các bạn là về cách khắc phục lệch đường giữa ở người trưởng thành, từ nguyên nhân đến giải pháp và chi phí. Đầu tiên thì làm thế nào để nhận biết được lệch đường giữa? Bạn có thể nhìn vào gương hoặc thông qua một bức ảnh chụp khuôn mặt khi lộ răng cửa trên và dưới, rồi kẻ đường thẳng chia đôi mặt đi qua điểm giữa của hai mắt, đỉnh mũi, giữa hai răng cửa hàm trên và hàm dưới. Nếu đường này không thẳng mà bị lệch ở vị trí giữa răng thì bạn đang có lệch đường giữa. Tình huống có thể gặp hàm trên lẫn hàm dưới, thậm chí là cả hai hàm. Thực tế thì phần đa người trưởng thành không có đường giữa thẳng, nghĩa là số lượng người có lệch đường giữa chút xíu rất là nhiều. Nếu khó nhận biết, không ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ thì không cần can thiệp điều trị gì. Theo tác giả Miller và cộng sự thì chỉ có khoảng 70% số người có đường giữa hàm trên trùng với đường giữa mặt và khoảng 25% số người có cả đường giữa hàm trên, hàm dưới trùng với đường này. Lệch đường giữa hàm trên sẽ gây mất thẩm mỹ hơn so với lệch đường giữa hàm dưới nếu không kèm theo lệch mặt. Vì vậy, lệch đường giữa hàm dưới nếu không kèm theo lệch mặt thì sẽ không cần yêu cầu điều trị gì và coi như là bình thường. Bệnh nhân thì dễ dàng nhìn nhận tình trạng của mình đơn giản như vậy thôi. Đó là vấn đề họ gặp phải, biểu hiện ra bên ngoài hay còn gọi là triệu chứng. Tuy nhiên thì các nha sĩ sẽ phải chuẩn đoán lệch mặt lại phức tạp hơn rất nhiều lần. Nha sĩ sẽ phải thu thập đầy đủ các dữ liệu khi thăm khám trực tiếp trong miệng, ngoài mặt, chụp ảnh và quay video hàm răng lẫn khuôn mặt bên ngoài, lấy dấu mẫu hàm ở tương quan tâm, ghi đồ hình khớp cắn, chụp phim mặt nghiêng cephalo, phim toàn cảnh panorama, phim mặt thẳng. Có ít nhất 6 đường giữa trong phức hợp sọ mặt phải đánh giá, bao gồm có đường giữa mặt, đường giữa xương sọ, đường giữa nền xương hàm trên, hàm dưới và đường giữa răng hàm trên, hàm dưới. Từ đây, nha sĩ mới đưa ra chẩn đoán tình trạng lệch lạc đó là do răng hay là do xương, nguồn gốc từ đâu, có thể điều chỉnh được hay không, hay cần can thiệp phẫu thuật kèm theo. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu đến nguyên nhân dẫn đến lệch đường giữa. Thì có rất nhiều nguyên nhân gây lệch đường giữa như là mất răng không trồng lại kịp thời, hội chứng răng to, hội chứng răng nhỏ, mất răng giữa sớm, răng khớp khểnh và bất thường xương hàm. Lệch đường giữa cũng có thể có nguyên nhân do thói quen xấu, ví dụ như là tật mút ngón tay khiến các răng nghiêng đổ, thói quen nhai một bên hàm trong một thời gian dài, thậm chí là xuất hiện sau một chấn thương tai nạn ngoài ý muốn. Một nguyên nhân khác là do biến chứng điều trị chỉnh nha. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn đang điều trị niềng răng quan tâm và trăn trở. Câu hỏi đặt ra là lệch đường giữa có nguy hiểm hay không? Tin tốt là hầu như tất cả các ca lệch đường giữa không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, yêu cầu điều trị chủ yếu liên quan đến thẩm mỹ. Tuy nhiên thì một số kiểu hình lệch đường giữa có khả năng ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Ví dụ như là thứ phát sau tình trạng cắn chéo răng sau, khi đó có thể xuất hiện thêm viêm lợi, sâu răng hay bệnh lý về khớp thái dương hàm. Và việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn với các kỹ thuật khó khăn hơn. Bạn không cần quá lo lắng vì hiện nay nền nha khoa hiện đại gần như giải quyết được hầu hết các trường hợp lệch đường giữa từ nhẹ đến nặng. Vậy có những cách nào để điều trị lệch đường giữa? Đầu tiên thì bạn có thể sử dụng niềng răng. Niềng răng là công cụ tuyệt vời hiệu quả có tác dụng sửa chữa lệch lạc khớp cắn từ nhẹ cho tới nặng. Nha sĩ sẽ sử dụng mắc cài gắn trực tiếp lên răng và di chuyển sắp xếp lại răng theo ý muốn của mình. Vì các mắc cài có thể đưa răng đến vị trí kế hoạch nên nó bảo tồn răng gốc tối đa, hiệu quả với những trường hợp lệch đường giữa nặng, lệch đường giữa kết hợp với cắn chéo. Chi phí điều trị với mắc cài niềng răng là khoảng từ 25 đến 35 triệu hai hàm và thời gian từ 1 năm rưỡi đến 2 năm tùy vào kiểu hình lệch lạc kèm theo. Các bạn lưu ý là niềng răng nếu nha sĩ không kiểm soát tốt thì có thể cũng gây ra hậu quả của lệch đường giữa.
Trên nhiều diễn đàn niềng răng thì các bạn có đặt câu hỏi là tại sao càng niềng thì càng thấy nhân trung bị lệch, gần tháo rồi mà nhân trung lệch thì phải làm sao, niềng răng hô xong thì lệch luôn cả khuôn mặt thì phải làm thế nào. Thực ra thì niềng răng có sức mạnh chữa được lệch đường giữa, nhưng nếu kế hoạch điều trị nha sĩ không tỉ mỉ thì cũng có thể bỏ qua chi tiết này, dẫn đến mất kiểm soát vị trí các răng cửa và từ đó kết thúc sẽ không được đẹp. Để sửa đường giữa trường hợp các bạn bị biến chứng do chỉnh nha, nha sĩ có thể dùng chun lên hàm, xẻ kẽ cân chỉnh đường giữa, thậm chí là nhổ răng hoặc là ứng dụng kỹ thuật mưu nâng cao. Cụ thể, một số kỹ thuật sửa lệch đường giữa có thể kể đến như là thứ nhất là sử dụng sơ đồ gắn mắc cài cá nhân hóa. Trên một số diễn đàn niềng răng thì khi bạn chỉ chụp một bức hình rồi hỏi mọi người là bác sĩ của em gắn mắc cài cho em như vậy là đã đúng hay chưa, một vài người cho rằng bác sĩ đã làm sai. Thực ra gắn mắc cài không phải luôn theo một quy tắc duy nhất. Nhiều trường hợp để phục vụ kế hoạch điều trị, nha sĩ phải gắn theo cách cá nhân hóa, tức là chỉ áp dụng cho ca bệnh đó mà thôi. Trường hợp lệch đường giữa liên quan đến sự nghiêng trục răng mà trục nền xương hàm bình thường là một ví dụ. Khi đó, nha sĩ sẽ gắn hơi nghiêng mắc cài để khi đi dây cung thẳng vào, tạo ra lực cho các răng thẳng lại vào đường giữa. Thứ hai là việc sử dụng dây cung vói cantilever. Thì đây là một kỹ thuật rất lý tưởng cho việc dựng trục răng cửa. Nó cũng cực kỳ hữu ích với trường hợp muốn thay đổi độ tiếp khi cả nhóm răng cửa nghiêng trong khi nền xương hàm bình thường. Do dây cung vói có ít các biến chứng, lực mang tính chất cục bộ tại vùng tác động. Thứ ba đấy là việc sử dụng cơ học bất đối xứng. Dùng lực cơ học bất đối xứng ví dụ như là chỉ kéo tại một bên trong trường hợp điều trị nhổ răng. Chun chuỗi thường được dùng phổ biến tạo lực bất đối xứng. Phương pháp này áp dụng cho lệch đường giữa mức độ nhỏ, nếu mà lệch đường giữa mức độ lớn thì khó có thể kiểm soát. Thứ tư là chỉ định nhổ răng bất đối xứng. Thì thực chất đây là phương pháp tạo khoảng để dồn răng. Khi mà khoảng tạo ra bất đối xứng sẽ cân bằng với tình trạng răng bất đối xứng hiện tại. Thường thì sẽ phải kết hợp với cơ học liên hàm với chun chuỗi để cho ra hiệu quả điều trị tối đa. Cái thứ năm đấy là điều chỉnh xoay mặt phẳng cắn, hay còn gọi là kỹ thuật mưu nâng cao. Có thể dùng cho các trường hợp lệch đường giữa trên dưới do bất đối xứng xương hàm. Đây là kỹ thuật phức tạp nhưng cho hiệu quả cao. Ngoài những cách làm nói trên thì khi đã hiểu rõ về cơ sinh học chỉnh nha, bác sĩ chỉnh nha sẽ vận dụng linh hoạt và thiết kế các hệ thống lực cá nhân hóa giúp điều chỉnh đường giữa tối ưu cho bạn. Chúng tôi xin lấy một số ví dụ sử dụng niềng răng điều chỉnh lệch đường giữa. Dưới đây là bạn nam sinh năm 2005, tình trạng lệch đường giữa hàm dưới kèm với lệch mặt. Thì bạn có thể nhìn thấy rõ hơn từ hình ảnh chụp trong miệng. Chúng tôi có kẻ hai đường thẳng đi qua đường giữa hàm trên và dưới để bạn tiện quan sát. Thì lệch đường giữa khiến khuôn mặt lệch hoàn toàn, khi cười khuyết điểm lộ càng rõ hơn. Với những lệch lạc nặng như thế này thì trước đây phải phẫu thuật cắt hàm mới hiệu quả. Nhưng hiện nay tại nha khoa Thùy Anh, chúng tôi có áp dụng kỹ thuật MIU là kỹ thuật chỉnh nha bẻ dây. Thì bình thường bạn thấy dây cung luồn vào răng dạng dây thẳng hình bán elip. Nhưng mà với kỹ thuật MIU, chúng tôi bẻ thành từng dạng bậc để điều chỉnh chủ động từng chiếc răng, đồng thời xoay mặt phẳng nhai. Sau khi gắn mắc cài, bạn cùng quan sát tiến triển điều trị. Qua từng giai đoạn, đường giữa đã cân chỉnh hoàn toàn và khuôn mặt cũng đã hết lệch hoàn toàn. Rất hiệu quả phải không các bạn? Phương pháp thứ hai là dùng máng chỉnh nhai Invisalign. Invisalign là hãng niềng răng máng trong suốt đầu tiên trên thế giới. Và hiện nay, Invisalign cũng đã có đủ các bằng chứng khoa học về tính hiệu quả cũng như là tính ổn định lâu dài. Cơ chế hoạt động Invisalign là sử dụng chuỗi máng trong suốt ôm toàn bộ thân răng. Mỗi máng di chuyển khoảng 0,25mm và bạn sẽ thay máng mỗi 2 tuần. Có thể bạn chưa biết, máng niềng trong suốt Invisalign điều chỉnh lệch đường giữa cực kỳ hiệu quả. Nhược điểm của máng niềng trong suốt là chi phí khá cao. Tuy nhiên, do trong suốt trải nghiệm dễ chịu nên hiện nay rất được ưu chuộng. Chúng tôi sẽ lấy một ví dụ về việc sử dụng máng niềng Invisalign tại nha khoa Thùy Anh. Thì bạn khách hàng và cũng là đồng nghiệp của chúng tôi có lệch đường giữa cả hàm trên và hàm dưới. Chúng tôi có lập kế hoạch sử dụng Invisalign không nhổ răng, sắp đều hai hàm, căn chỉnh đường giữa mặt. Sau điều trị, bạn thấy đường giữa hàm trên, hàm dưới rất là thẳng. Từ đó, gương mặt cũng thẩm mỹ hơn. Niềng răng Invisalign cực kỳ hiệu quả trong các trường hợp lệch đường giữa. Giải pháp thứ ba mà bạn có thể lựa chọn đó là dán sứ vân y hoặc bọc răng sứ toàn phần. Thì nguyên tắc là nha sĩ sẽ mài tạo hình răng của bạn, sau đó xẻ kẽ bên phía hàm lệch và tiến hành bọc răng sứ khắc phục. Tuy nhiên, cách làm này chỉ chấp nhận được khi lệch đường giữa rất là ít,
và bạn phải làm nhiều răng mới cho thẩm mỹ tối đa. Vì điều trị phải mài răng là điều trị xâm lấn nên bạn cần thận trọng khi chấp nhận điều trị. Bởi vì mô răng một khi mài đi là không thể lấy lại được. Bạn chỉ nên bọc răng sứ khi lệch đường giữa kết hợp với các tình trạng như là răng xỉn màu, sâu, vỡ, mẻ hay có các vấn đề màu sắc hình thể không điều chỉnh được bằng miếng răng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hy vọng bài nói chuyện hôm nay đã cung cấp cho các bạn cái nhìn khái quát về nguyên nhân cũng như là cách xử lý tình trạng lệch đường giữa hay còn gọi là lệch nhân trung. Niềng răng là một giải pháp hoàn hảo với biên độ sửa chữa rất là lớn, kết quả thì ổn định lâu dài. Trong số lần sau chúng tôi sẽ có một bài nói riêng về vấn đề biến chứng lệch đường giữa sau khi niềng răng. Mời các bạn đón nghe. Tôi là bác sĩ Thùy Anh, công tác tại khoa nắng chỉnh răng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.